Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Ca sĩ Lương Minh Trang chính thức ly hôn Vinh Râu Pháp TV sau 6 năm chung sống. Thông tin được Lương Minh Trang chia sẻ khiến nhiều người vô cùng ngỡ ngàng. Lương Minh Trang và Vinh Râu là cặp đôi trẻ được rất nhiều người yêu mến vì có cuộc hôn nhân hạnh phúc, hay cùng nhau pha trò lầy lội. Tuy nhiên, đến chiều ngày 28 tháng 7, nữ ca sĩ Lương Minh Trang khiến nhiều người ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa khi xác nhận chính thức ly hôn Vinh Râu, thành viên nhóm Pháp TV sau 6 năm chung sống. Trên Facebook cá nhân, Lương Minh Trang chia sẻ: "Chào mọi người, có thể nhiều người nghe tin này sẽ không chấp nhận được, vì mình biết có rất nhiều người ngưỡng mộ cặp đôi của tụi mình, nhưng đây là sự thật. Khi cả hai yêu thương rồi cưới nhau đều công khai cho mọi người cùng biết, thì khi kết thúc mình cũng nghĩ nên để mọi người biết. Có thể là do tụi mình đã hết duyên, chia tay trong hòa bình, chuyện sau này mình không nghĩ đến vì đời còn dài mà. Mọi người đừng lo quá vì tụi mình vẫn sẽ là bạn, là đồng nghiệp, là anh em và sẽ giúp đỡ nhau trong công việc. Chỉ mong là mọi người sẽ tôn trọng quyết định của cả hai. Mình xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng." Ngoài ra, nữ ca sĩ còn gửi lời nhắn nhủ đến với chồng cũ: "Mong anh sẽ luôn cháy hết mình với công việc, cũng như sớm tìm được người hợp với anh hơn em. 6 năm không quá dài, cũng không phải ngắn. Tụi mình đã dành hết thanh xuân cho nhau, nhưng cuối cùng không thể thành câu chuyện cổ tích được. Kết quả này chẳng ai muốn, nhưng em vẫn sẽ trân trọng từng khoảnh khắc em với anh đã từng ở bên nhau. Cảm ơn anh vì tất cả. Em sẽ vẫn ủng hộ anh trong công việc. Cảm ơn anh rất nhiều." Cặp đôi đã có hơn 3 năm tìm hiểu trước khi đi đến quyết định hôn nhân vào năm 2017. Lễ cưới của cặp đôi được rất nhiều nghệ sĩ tham dự. Chỉ ít phút sau khi vợ cũ chia sẻ thông tin công khai trên mạng xã hội, Vinh Râu cũng đã có động thái mới. Nam diễn viên nhắn nhủ đến Lương Minh Trang, hẹn một ngày cùng nhau gặp lại trên sân khấu lớn, trân trọng những kỷ niệm cũ. Rất nhiều bạn bè người hâm mộ đã gửi lời động viên hai vợ chồng Vinh Râu và Lương Minh Trang sau khi chuyện hôn nhân tan vỡ. Người hâm mộ không khỏi tán thưởng khi cặp đôi này chia tay đầy văn minh, vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và quyết ủng hộ nhau mặc dù đã đường ai nấy đi. Khi soi lại trang cá nhân của Lương Minh Trang và Vinh Râu gần đây mới thấy, thì ra cặp đôi này đã để lộ hình tan vỡ từ lâu mà không mấy ai để ý. Theo đó, dạo gần đây Lương Minh Trang liên tục đăng những status ẩn ý chuyện chia ly như: "Một mình có buồn không? Chẳng ai muốn là một trong những sự lựa chọn của người khác cả. Đau lòng hơn, bạn luôn phải xếp ở hàng cuối cùng." Đáng chú ý, giữa đêm khi Thái Ngân chia sẻ bài viết "Muốn có bồ", Lương Minh Trang đã để lại bình luận bày tỏ sự đồng cảm "Me too". Trong sinh nhật của mình, Lương Minh Trang cũng không còn xuất hiện bên Vinh Râu. Cô thực hiện bộ ảnh lẻ bóng và ẩn ý vực dậy bản thân, quay trở lại mạnh mẽ trên con đường âm nhạc. Bên cạnh đó, Vinh Râu và Lương Minh Trang từ lâu đã không còn tương tác qua lại trên mạng xã hội như trước. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.